Ok, welcome back. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ok, chúng ta đang đến cái phần đấy là nói về kim tự tháp, xong rồi nói về cá ăn làm sao. Cá ăn làm sao mà Hà lại không đỡ nói từ kitchen của chúng ta. Ok, rồi, thì bây giờ chúng ta có cái từ à quên. À rồi, tiếp theo này. Không. Bây giờ con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Chưa Chưa. chị anh sách gì đấy Yes. Okay, what about? Can you see my screen? Sao nhỉ? Con nhìn thấy không? Yes, okay. Yeah, okay. Nào. Rồi, bây giờ chúng ta đã rõ cái phần này rồi thì cô sẽ lướt nhanh. Xong cái phần này chúng ta sẽ làm một cái phần khác. Tất cả những cái ví dụ này đều là chỉ ra cho chúng ta là câu bị động ấy. Câu bị động là từ quá khứ đơn ấy, thì bản thân cái thằng động từ ở trên cái câu gốc nó luôn luôn là động từ thường ở quá khứ đơn, đúng không? Động từ thường ở quá khứ đơn, và khi mà chuyển sang câu bị động ấy thì nó phải có động từ to be, chia theo chủ ngữ. Đấy là was hoặc là were. Và sau đấy thì là động từ ở cột 2, với phân từ cột 2, được chưa? Ok, rồi. Ok. Gặp lại, sau này khi mà mình gặp lại cái câu tương lai gần mà chia ở câu bị động thì mình cũng chỉ nhớ là có will và phải có be. Có will và phải có be. Và góp phân từ cột 2. Và hầu hết các câu bị động đều có by. Được chưa? Ok. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng practice nha. Ok, now, can you help me to read the requirement? Read the requirement. Can you help me to read the requirement? The sentence into the passive voice. Ok, the passive voice thì cô cho ghi là cái câu gì đấy? Câu bị động hay câu chủ động? Cô bị động. Đúng rồi, câu bị động đúng không? Yes, okay. Now, okay, example. We will use low energy light bulbs will be used. So, we have one new word. Okay, chúng ta có một từ mới chúng ta sẽ học hôm nay là nhớ cái phần phân tích ví dụ bulb. Đèn bóng tròn, đèn bóng tròn. Trong nhà chúng ta có rất nhiều đèn bóng tròn, bắp, đèn bóng tròn. Đèn bóng tròn. Yes, okay. Now, so Hà, look at this example and can you tell me, what is this? Thành phần gì trong câu đây? What is this? Chủ ngữ câu. Okay, chủ ngữ. Với phân từ cột 2 là what is past participle? Participle used. Yes, used. Và con có nhìn thấy là câu này nó không có by đúng không? Câu này có by không?
Hà có thắc mắc không? Tại sao nhỉ? Tại sao lại không có ba? Như lần trước cô giảng, cô bảo là câu bị động thì hầu hết các câu đều có ba, nhưng trong một số trường hợp thì chúng ta không có ba. Vậy tại sao nhỉ? Tại sao? Theo con là tại sao? Vì có bị À, vì có bi. Đó, chúng ta sẽ hiểu là we ở đây là we ở đây chưa xác định, đúng không? Chúng ta thì thật ra có rất nhiều người, thì chúng ta chưa xác định nên chúng ta có thể là không sử dụng by. Ví dụ như nó là tên riêng, ví dụ như là đèn đèn bóng tròn sẽ được sử dụng bởi Hà, hoặc là con cá sẽ được ăn bởi Hà, khi đấy Hà là một danh tính xác định và Hà thì không lặp lại, được chưa? Nên là Hà đã sẽ được ghi ở trong cái câu mà bị động. Nếu như bạn ấy nói là Hà, nếu như ví dụ đây nữa là Hà will use low energy light box, thì ở đằng sau đây Hà sẽ được đứng ở đây by Hà. Bài Hà, bởi vì Hà là biết ai chưa? Là biết là con rồi, đúng không? Được chưa? Đó. Đấy là cái người mà mình biết rồi, nhưng mà cái từ chúng ta này, có thể là chúng ta có thể là nam là phong, chúng ta có thể là Hà là nam là phong, cái đấy mình chưa xác định. Được chưa? Nên là chúng ta không sử dụng bài. Ok. Yes. Ok, rồi. Nào, number one. Any new word? I need a word, new words, new words. No. No. Okay. Now, can you help me to read and translate it into Vietnamese? Read, read. Oui. Con đọc nào. Oui. We will use low energy light boost, low energy light boost you. Từ 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 Hà đọc câu nào nhỉ? Hà có nhìn thấy slide của cô không? Hà có nhìn thấy slide của cô không? Màn hình của Có. cô không? Cô đúng rồi. Câu một trời ơi chạy đâu rồi? We will use Waves. waves as an Environmentally. environmentally Good job. friendly Good job. energy Source. 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 Okay, yes. Now, xác định cho cô đâu là chủ ngữ và đâu là tên ngữ của câu một nào. Chủ ngữ là we. Tên ngữ ở đây là gì? Của câu verb ấy. Tên ngữ ở đây là Friendly energy Ok, vậy mình viết lại như sao? Mình viết lại như nào? Rất dễ, câu này mình đã làm cái dạng câu tương lai gần bị động mình đã làm rất nhiều rồi. Vậy thì will gì? Waves will gì? Con cứ nhìn đi. Câu này chắc chắn làm được. Câu trên là câu chủ động, mình đang chuyển sang câu bị động. Chúng tôi sẽ sử dụng sóng như là một loại năng lượng tự nhiên có ích cho môi trường.
sóng sẽ được sử dụng như loại năng lượng tự nhiên có ích cho môi trường? Đúng rồi. Quên cách đọc. Ok, environmentally. Hà biết vì sao không? Cô nhìn mặt con là cô bắt tín hiệu được. Ok. Ok, như là bắt sóng truyền hình ạ. Ok, rồi. Oh my god, đúng chưa? Will be used as an environmentally friendly energy source. Đúng chưa? Ok, nào number 2 nào. Any new word? À, chắc chắn rồi, chắc chắn là sẽ có từ rất nhiều new word đây. Nào, hãy ghi cho cô. Install, thiết lập, lắp đặt. Install, động từ nhá. Thiết lập, lắp đặt. Install, thiết lập, lắp đặt. Finish, ok. Rồi, thế bây giờ thằng này cô nói là một động từ rồi. Vậy thì đương nhiên là đằng sau đây nó sẽ, đằng sau còn lại với còn lại này nó sẽ chắc chắn chứa một tân ngữ đúng không? Chứa một tân ngữ, vậy thì xác định cho cô nào. Câu số 2 tân ngữ là gì ta? Gì nhỉ? Network. A network, ok, good job. A network of wind turbines, đúng không? Hà làm nè. We install. Thêm gì? Thêm e đây. Đúng không? Đúng rồi, ok. Vậy, ok rồi. Cô có một ý tưởng nhá. Hà bây giờ Hà đang có một vấn đề. Con đã biết xác định được câu và con đã biết cái nào là chủ, cái nào là tân ngữ, nhưng mà có một cái điều hạn chế duy nhất. Đấy là con phải có thời gian con tra cái động từ bất quy tắc. À sorry, con phải tra cái động từ verb của cột 2. Đấy. Tức là cái từ Hà đang thắc mắc, Hà đang lưỡng lự là cái từ install này trong cột 2, động từ verb cột 2 nó đã là gì đúng không? Con đang thắc mắc ở đấy đúng không? Right? Yes. Ok rồi, thế thì bây giờ cô sẽ để câu 2 đến câu 6 Hà về nhà làm cho cô nhé. Câu 2 đến câu 6 thì về nhà con sẽ có thời gian tra cho câu 2 đến câu 6, cô sẽ gửi ảnh. Tiếp theo là từ đã câu trước, câu 2 đến câu 6. Oh my god. Rồi, share lại nha. Câu 2 đến câu 6. Ở đây không có phần câu của khóa cụ đơn, vì vậy về nhà cô sẽ gửi sau cái phần khóa cụ đơn này. Ok, tạm thời về nhà cô sẽ cho bài tập phần khóa cụ đơn nhá. Tức là về nhà cô sẽ gửi cho con cái ảnh làm cái phần mà chia những cái câu còn lại từ câu 2 đến câu 6 và khoảng 4 câu là chia ở thì bị động thì khóa cụ đơn ấy, chuyển thành câu bị động thì vào cụ đơn. Yes? Yes. Now, how many new words are there in this lesson? How many? Okay, what are they? Đèn bóng chọn. Đi cô, cô nói gì cô? Đèn. À, đèn bóng tròn. Cô đang nghe là
Em đang chọn. Ok, đèn bóng tròn. Nói tới đèn bóng tròn mình đọc như nào nào? Câu hỏi tiếng Anh thì ở Bắc, à quên, phát âm như nào nhỉ? Thì Bắc, right? Ok, one more time, Bắc. Ok, Bắc, Bắc là chủ nhau, ok. Rồi, thế về nhà sẽ làm bài tập cho cô về phần đấy nhá. Chờ cô gửi ảnh, ok? Yes, ok. Any question? No. No, ok. Rồi, hôm sau chúng ta sẽ cố gắng vừa nói vừa giải thích, đang nói ngữ pháp nên là cô hay nói tiếng Việt. Bây giờ mà cô nói tiếng Anh là Hà coi như khó để quen. Ok, rồi. Ok, so thank you. See you next time. Bye bye. I'll see you next time. Okay.